mười bảy vua vô yểm túc phó thác thứ bảy vô ký hạnh bấy giờ thiện tài đồng tử nghĩ nhớ suy ngẫm lời dạy của thiện tri thức nghĩ rằng Thiện tri thức nhiếp thọ tôi, bảo hộ tôi, khiến cho tôi không còn thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Suy ngẫm như vậy, bèn sinh tâm hoan hỉ, tâm tịnh tín, tâm rộng lớn, tâm thư thái, tâm hớn hở, tâm vui mừng Tâm thắng diệu, tâm tịch tĩnh, tâm trang nghiêm, tâm không chấp, tâm vô ngại, tâm bình đẳng, tâm tự tại, tâm trụ pháp, tâm đến khắp cõi Phật, tâm thấy Phật tra nghiêm, tâm chẳng bỏ mười lực. Thiện tài đồng tử từ từ đi về hướng Nam, xuyên qua quốc gia, thôn xóm tụ lạc, đến thành Đa La Tràng, hỏi chỗ ở của vua vô yểm túc. Mọi người đáp rằng vị vua này đang ở tại cung điện, hồi tòa sư tử, tuyên bố pháp hóa, điều ngự chúng sinh, kẻ đáng trị thì trị, kẻ đáng nhiếp thì nhiếp. Phạt những kẻ tội ác, giải quyết sự tranh tụng của họ thương người cô đơn yếu đuối đều khiến cho họ rất hẳn sát sinh trộm cắp tà dâm cũng khiến cho họ bỏ sự nói dối nói hai lưỡi trời mắng theo dệt dạ. còn khiến cho họ xa lìa tham sân si tà kiến bấy giờ thiện tài đồng tử y theo lời nói của mọi người tìm đến chỗ ông vua vô yểm túc thấy ông vua đó ngồi trên tòa kim cang na la diên chân tòa làm bằng a tăng kỷ châu báu có vô lượng tượng báu dùng để trang nghiêm dây vàng làm lưới răng tre phía trên mũ báu làm bằng châu như ý mani để trang nghiêm đầu của vua vàng diêm phù đàn dùng làm hình bán nguyệt trang nghiêm trên chán mani đế thanh dùng làm vòng tai đối nhau thòng xuống mani vô giá dùng làm chuỗi đeo ở cổ mani đẹp cõi trời dùng làm phấn xuyến, đeo ở tay vàng diêm phù đàn dùng làm lọng các báu xen nhau dùng làm vành cọng đại lưu ly báu dùng làm cán quang vị mani dùng làm rốn tạc báu làm linh luôn vang ra âm thanh vi diệu phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương lọng báu như vậy che phủ phía trên vua vô yểm túc có đại thế lực hàng phục được chúng sinh khác không ai địch lại dùng lụa ly cấu quấn trên đỉnh có 10.000 đại thần vây quanh trước sau cùng nhau trị lý triều tránh ở trước mặt vua lại có 10 vạn binh dũng mãnh hình tướng xấu ác y phục xấu tay cầm binh khí săn tay trợn mắt ai nhìn thấy cũng đều kinh sợ vô lượng chúng sinh phạm pháp hoặc trộm vật người khác, hoặc hại mạng người, hoặc xâm phạm vợ người, hoặc sinh tà kiến, hoặc khởi sân hận, hoặc san tham đố kỵ, làm đủ thứ nghiệp ác như vậy, thân bị trói buộc dắt đến chỗ vua, tùy theo tội phạm mà trị tội, hoặc chặt tay chân, hoặc cắt tai mũi, hoặc móc mắt, hoặc chặt đầu, hoặc lột da, hoặc mổ thân, hoặc nấu chín, hoặc dùng lửa đốt, hoặc dắt lên núi cao sâu xuống, có vô lượng khổ độc như vậy, phát ra tiếng kêu gào như trong địa ngục chúng hợp. Thiện tài thấy rồi bèn nghĩ như vậy, ta vì lợi ích tất cả chúng sinh cầu Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo, nay ông vua này diệt các pháp lành, làm tội nghiệp lớn, bức não chúng sinh cho đến mất mạng, không sợ đọa vào đường ác sau này, tại sao ta lại muốn cầu pháp ở đây, phát tâm đại bi cứu hộ chúng sinh? khi thiện tài nghĩ như vậy thì trong hư không có vị trời bảo rằng thiện nam tử ngươi hãy nghĩ nhớ đến lời dạy của thiện tri thức trường giả phổ nhãn thiện tài ngước nhìn mà nói rằng tôi luôn nghĩ nhớ không dám quên vị trời đáp thiện nam tử ngươi đừng có nhàm đìa lời dạy của thiện tri thức bậc thiện tri thức sẽ dẫn dắt ngươi đến nơi an ổn không hiểm nạn